Được chưa nhỉ? Hello các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy mình không? Các bạn ơi, có nhìn thấy mình không ạ? Nếu nhìn thấy thì hãy ới lên để cho mình biết. Các bạn, chào tất cả mọi người. Nếu mọi người đang thấy cô Hoàng thì hãy like và share cho cô nhá. Bởi vì là nếu mà ai không xem được thì các bạn hãy để share về khi nào rảnh thì xem. Chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu trong vòng 1 đến 2 phút nữa thì cô sẽ bắt đầu bài giảng làm nhé. À, rất nhiều người nai chưa mà duyên gì nha. Dạ em ới, còn ai online thì ới lên nào, ới lên say oh yeah để cô Hoàng biết. Để chúng ta bắt đầu. Today we are going to learn about the grammar and many grammar structures that we have learned in English, and I want to revise to you. Hôm nay thì cô Hoàng cũng muốn nói với các bạn đó là về phần grammar, vì lâu lắm rồi chúng ta toàn học về giao tiếp đúng không ạ? Đương nhiên là các bạn biết rồi, học tiếng Anh mà không giao tiếp được thì cũng vẫn đi. Thế nhưng mà grammar nó một vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như em muốn đi thi lấy bằng này, hoặc là khi mà em học tiếng Anh mà em muốn làm bài hoặc là viết thư các thứ, mà lại tiếng Anh mà viết câu lủng cà lủng củng đúng không ạ? Không biết thể hiện cái câu của mình như nào trong tiếng Anh thì cũng vứt đi thôi ạ. Thế tóm lại là cái gì cũng phải hài hòa đúng không? Đương nhiên là nếu các bạn học bồi hoặc là học tiếng Anh mà chỉ để nói và nghe mà không cần quan tâm quá nhiều về phần văn bản thì các bạn có thể sử dụng cái phần đó là bồi đấy, kiểu tiếng Anh bồi cứ ghép từ với nhau thôi. Và nói tiếng Anh thì gọi là lủng củng nhưng mà người nước ngoài vẫn hiểu. Được chưa? Thế nhưng mà thực tế trong tiếng Anh nếu mà các bạn đã mất tiền đi học hoặc là thể hiện mình là một người nhân viên mà dùng được tiếng Anh với đối tác, dùng được nó để thể hiện bản thân của mình thì tốt nhất là nên có một chút ngữ pháp, đương nhiên nó không quá quan trọng nhưng phải có, được chưa? Chứ không phải viết cái email mà lại vỡ vào vỡ vẩn được, đúng không ạ? Lại sếp chửi cho, ví dụ như thế. Chị Hoàng Lan hôm nay Hoàng xinh quá, em vẫn xinh mà. Có lúc nào chưa xinh đâu, rất cảm ơn chị. Chúng ta sẽ đợi một chút xíu nữa, khoảng là 1 phút nữa để chúng ta bắt đầu nhá. Để cho các bạn ấy vào nhiều hơn nữa. Wow, rất nhiều người share rồi ạ. Nếu mà các bạn ủng hộ cô thì có thể share này, hoặc là share để về sau học đọc xem lại. Vì thực tế thì khi mà mình livestream như thế này thì mình không xóa cái video này đâu, nên là cứ yên tâm nhớ. Nay cô có xinh không các bạn? Đồ hỏi thế thôi đúng không? Điều hiển nhiên còn hỏi làm gì? Thực tế mình cũng vừa mới về nhà đó. Mình vừa đi dạy 2K về. Vừa mới ăn xong và lên live stream luôn cho các bạn. Rồi đây đúng không ạ? Cũng có nhiều người xem rồi đấy. Nên là chúng ta bắt đầu nhá. Các bạn bắt đầu được chưa? Thúy Hồng, cô có tóc mới rồi, đúng rồi, chính xác ạ. Em vừa mới cắt tóc chị ạ. Phương Thanh, chào cô, chào em. Giọng cô giọng này trong quá, tại vì cô mới đi chuyển giới về mà anh Hoàng. Bây giờ giọng nó phải khác ngày trước chứ.
Dạo này cô còn nếu mà các chị các mẹ, đặc biệt là những học sinh mà đã có con mà là học sinh của em, thì các chị có thấy dạo này em còn kể chuyện cho bé không? Đấy, em có hẳn một album kể chuyện tiếng Anh cho bé, ví dụ rất nhiều câu chuyện hay, ví dụ như là The Ugly Duckling này, rồi toàn những câu chuyện mà gọi là kinh điển của tiếng Anh. Thì nếu mà mọi người xem và ủng hộ em thì mọi người có thể vào trong album của em để xem. Còn nếu ai mà không tìm được thì mọi người comment xuống dưới, tạo là admin gửi tận nơi cho mọi người để về đọc cho con nghe. Rồi nhá. Còn hôm nào thì em sẽ livestream để chia sẻ với các mẹ về cái cách là làm thế nào tạo thói quen học tiếng Anh cho con. Thực tế là có một số chị học sinh của em như này này, là các chị ấy, thực tế thì em cũng biết là đây là tâm lý chung của phụ huynh thôi, tức là khi mà con mà học tiếng Anh ấy là chúng nó không thích học tiếng Anh. Và thêm một cái nữa là khi mà xem là chúng nó chỉ thích xem mỗi tiếng Việt thôi. Ví dụ xem phim hoạt hình, nghe chuyện chỉ thích đọc tiếng Việt và xem tiếng Việt. Thế nhưng mà bản thân em thì em luôn luôn nói với chị là chẳng có cái gì mà tự thích được cả. Kể cả bản thân mình cũng thế thôi, đúng không ạ? Khi chúng nó thích tiếng Anh thì chỉ có một số ít người thích tiếng Anh và học nó, còn chủ yếu là những người mà phải học tiếng Anh thì mới học tiếng Anh. Đấy, thế nhưng mà với bản thân em thì em luôn quan niệm là gì? Nếu như bây giờ mọi người ấy, mà muốn con mình giỏi tiếng Anh và con mình có cái thói quen học tiếng Anh để đừng bết bát như mình, thì cố gắng là tạo thói quen cho con. Thôi thì cái đấy thì chắc là để chủ đề sau nhé, không lại lạc đề. Rồi nha, nào bây giờ bắt đầu nhé. Bắt đầu được chưa? Bắt đầu được, để like đi. Thả chim đi cho cô biết. À, thả tim đi cho cô biết. Rồi. Đó, tự nhiên đơ này. Rồi nhá, các chị ơi, được chưa? À, các mẹ ơi, các bạn ơi, chúng ta bắt đầu được chưa? Ok ok. Rất nhiều người xem rồi ạ. Để chúng ta bắt đầu ạ. Rồi nhá, nếu bất kỳ ai mà có câu hỏi gì nhá, các bạn có thể comment xuống dưới nhá. Và các bạn để tẹo nó mình và mình check. Xin chào chị An Đinh, chào tất cả mọi người. Chào tất cả 120 người đang xem và có 25 người share. Rồi nào, chúng ta bắt đầu ạ. So today we are going to learn about 100 grammar structure. Được chưa? Ini in English. Rồi, 100 cấu trúc grammar. Mọi người đều biết grammar là gì rồi đúng không ạ? Là cái phần cấu trúc để chúng ta viết được thành câu. Đấy, nhiều người bảo là chả biết grammar là cái gì. Thì thực tế ngữ pháp rất là quan trọng, lý do là bởi vì nếu mà muốn viết một thành câu mà nó không quá ngớ ngẩn, không có ngu ngơ, thì chúng ta phải có cái phần ngữ pháp. Thì không có ngữ pháp lấy cái gì mà viết. Thực tế là như thế. Còn nếu như các anh chị, các bạn đang học bồi thì không cần quan tâm đến ngữ pháp. Nhưng mà bây giờ đều chúng ta đều biết là chúng ta học tiếng Anh để làm gì ạ? Kiếm tiền, viết tài liệu đúng không ạ? Dịch các thứ và viết một cái email là làm sao cho nó chặt chẽ đấy, kiểu như thế. Nào chúng ta bắt đầu nhá. Thực tế thì sau đây thì khi mà cô Hằng giảng về cái phần 100 cấu trúc này ấy, thì cô Hằng cũng sẽ nói luôn cho các bạn là việc mà chúng ta dùng như thế nào trong cái app hàng ngày, và cô giảng sẽ tương tác với các bạn bằng cách là bắt các bạn dịch một số câu nhá. Rồi ok. Nào, 100 cấu trúc ngữ pháp phải học trong tiếng Anh. Ok. Now, let's start. Bắt đầu nhá. Được chưa? Bắt đầu nha. Nào, các bạn bắt đầu đi ạ. Nào, cấu trúc đầu tiên là các bạn đều biết này. Sau tính từ chúng ta phải cộng từ verb. Đây là một điều quá hiển nhiên rồi, nhưng các bạn, ví dụ viết như thế này lại chẳng ai hiểu là tính từ đi về cái gì. Trước tính từ bao giờ nó phải có to be. Đấy, được chưa? Ví dụ bây giờ mình nói là tôi xinh, tôi không thể nói là I beautiful. I là tôi, beautiful là xinh, không thể nói là I beautiful, mà tôi phải nói là I am beautiful. Lấy lý do chúng ta phải đi với to be ở đây rồi đúng không ạ? Vậy khi mà các bạn làm phần này, các bạn nhớ cho mình này, to be là một điều không thể thiếu nếu như trong câu các bạn đang muốn sử dụng to be về tính từ, được chưa? Vậy ví dụ nhá, he is tired, một câu rất đơn giản, được chưa? To do the job. Ví dụ như hôm nay một bạn có việc phải làm ở công ty và xếp giao, nhưng mà bạn ấy không đi làm được chẳng hạn như thế, thì một bạn đồng nghiệp sẽ nói he is tired to do the job. He is tired to do the job mà nghĩa là anh ấy quá mệt để làm việc gì đấy nhá. Đây là cấu trúc cơ bản nhất, căn bản nhất và bạn cũng phải biết nhá, đặc biệt là mấy em mà chuẩn bị thi trình A1, A2, B1, B2 ở trên trường á, tiếng Anh 1, tiếng Anh 2 á, kiểu như thế. Nào, tiếp tục nhá. Cấu trúc tiếp theo ạ, mình sẽ có cấu trúc 2. Riêng từ be gì chúng ta sẽ cộng với verb in là bận làm gì đấy, bận làm gì đấy. Ok chưa? Các bạn nhớ nhìn vào những cái phần mà mình bôi vàng này, đây chính là cấu trúc chính đấy ạ. Được chưa? Ví dụ nhá, bản thân mình đang bận dạy học chẳng hạn đúng không, và không thể tham gia cái buổi tiệc tối nay được của học sinh mình được, ví dụ như vậy. Vậy mình sẽ nói là I am busy teaching so I can't go to the party. Ở đây đơn giản thôi, dễ dịch quá nhỉ. Tự dịch xem nào.
Nếu mà các bạn để ý vào mồm cô Hằng này, nhìn miệng cô này, thì cô sẽ cố gắng phát âm cho các bạn bắt chước nhá. Đã ai mà đang xem livestream của cô thì cố gắng là các bạn bật ra theo cô nha. I am busy, không phải là busy, đọc là busy. I am busy, ok. I am busy teaching, so I can't go to the party. Cô Hằng đang sử dụng Anh Mỹ nên là tôi đọc từ này là party, mà tôi đọc từ này là party. Party, không là party, không ngon được thế, không là party hay là party, không đọc như thế, mà tôi đọc là party. Còn anh sẽ đọc là party, đấy, kiểu như thế đúng không? Rồi, thấy chưa? Bạn làm gì đấy nhá, xong nhá. Câu trúc thứ ba. Câu trúc thứ ba này. Tôi cứ cộng trúc so cộng tính từ cộng that, sau đó chúng ta cộng mệnh đề. Thì bây giờ cô Hoàng đang hoang nói một chút này. Có rất nhiều bạn chả hiểu cái SV này là cái gì. Trong tiếng Anh, một mệnh đề là sẽ chứa hai thành phần chính trong câu, đó là chủ ngữ ký hiệu là chữ S gì và động từ ký hiệu là chữ V. Cả lớp có hiểu không ạ? Vậy khi mà các bạn nói cái phần này, các bạn cố gắng này, khi mà tôi ghi là S cộng verb ạ, có nghĩa là một mệnh đề, một mệnh đề, một câu hoàn chỉnh này, được chưa? Rồi nào, vậy bây giờ tôi sẽ nói như sau này. Ví dụ nhá, hôm qua đi, bạn mời uống rượu đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì tôi đã quá mệt nên đến nỗi mà tôi không thể tham gia cái bữa tiệc rượu đấy của bạn được, đúng không? Vậy ví dụ câu này sẽ nói như sau. Nào, tôi sẽ nói như sau ạ. I was so exhausted that I couldn't join the party. Rồi, ok. Nào, ở đây có một cụm từ là cụm từ exhausted. Cô Hằng đang muốn nói từ exhausted. Nó chính là tired, nhưng mà nó phải là extremely tired. Extremely tired. Mà nghĩa là hầu như là các bạn bị kiệt sức đi rồi ạ, exhausted. Cả ngày đi làm mệt chẳng hạn đúng không ạ? Mà các bạn dù nhậu nhẹt mình không thể tham gia được nữa, mình sẽ dùng câu exhausted. Kiệt sức. Vậy cả câu này cô Hoàng dịch nhá. I was so exhausted that I couldn't join the party. Vậy cụm từ này mình nghĩa là quá đến nỗi mà. Được chưa? Rồi nếu mà bạn nào mà kiểu xem cô livestream mà có giấy bút đi thì cô Hoàng nốt lại nhá, thì dễ hơn. Được chưa? À, Trần Trung Nghĩa, I'm so sick. I'm busy studying English. Rồi, đúng rồi, chị Hương Vũ, tóc cũ hồi dạy lớp 129 đẹp hơn Hoàng ơi, để lại kiểu cũ đi, em đang nuôi đấy chị ơi. Kiểu này mới giống Maruko chứ. Tiếp tục nhá. Ai cần hỏi gì các bạn cứ hỏi đi ạ, mình sẽ giải đáp hết. Mình sẽ giải đáp hết cho các bạn ạ. Ok, rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục ạ. Cấu trúc số 4 ạ. Đây nhá, đặc biệt là các anh chị nào mà làm văn phòng nhá, mấy cấu trúc này mà không biết thì gần thì không đi làm việc thì nó hơi buồn cười đấy ạ. Tức là cố gắng là mấy cái cấu trúc nó dễ thế này, nằm lòng thế này thì cố gắng mà cầm lấy để biến nó thành của mình, được chưa ạ? Tiếp tục ạ. To be này, cộng với lại tính từ cộng for cộng với lại tân ngữ. Được chưa ạ? Rồi ok. Cộng với lại to verb là. Cấu trúc này thì nếu dịch thì buồn cười, nhưng mà dịch vào cái cấu trúc hẳn câu cơ. Thì dẫn cấu trúc như sau ạ. It is cold for my father. Xin lỗi, mình đã nhầm. To chứ ạ. To be cộng to mới đúng ạ. Cộng tính từ là quá gì đó cho ai làm gì. Ok, ví dụ nhá. It is too cold for my father to work outside. Câu này đơn giản thôi, ví dụ như bố mẹ em làm nông dân, bố mẹ cô Hoàng làm nông dân chẳng hạn đúng không ạ? Thì cô Hoàng sẽ có một câu là it is too cold for my parents to work outside, là trời quá lạnh đúng không? Trời quá lạnh cho bố mẹ tôi làm việc ngoài, cho bố mẹ tôi làm việc ngoài trời. Đấy, được chưa? Vậy bây giờ thử một câu đơn giản thôi nào. Việc quá khó để cho em có thể hoàn thành trong vòng 2 tiếng. Việc này quá khó cho em có thể hoàn thành trong 2 tiếng. Ví dụ như thế đi. Nào, bạn nào có thể giúp tớ được không nhỉ? Bạn nào dịch giúp cô với, dịch nào. Việc này quá khó cho tôi hoàn thành trong 2 tiếng. Bạn nào giúp mình dịch cái phần này để các bạn tương tác với mình thì dễ hiểu hơn, còn ai không hiểu thì lại nói lại. Mình coi những cái phần livestream này giống như là mình đang dạy trên lớp thật ạ. Các bạn sẽ được rất là quan tâm. Nào, dịch giúp cô với các bạn ơi. Dịch nào, việc này quá khó cho tôi hoàn thành trong 2 tiếng. Việc này quá khó cho tôi hoàn thành trong 2 tiếng.
It is too cold chứ chúng em. Xin lỗi. Cái này vừa gõ rồi ở trên rồi ở dưới lại gõ thiếu. Xin lỗi các bạn. Nói lại nhé. It is too cold for my father to work outside. Bạn nào giúp cô này, việc này quá khó cho tôi hoàn thành trong vòng 2 tiếng. It is too difficult to finish in 2 hours. Gần được rồi ạ. It is too hard for me to finish in 2 hours. Very good. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? It is too difficult for me to finish in 2 hours. Nguyễn Thành Nam ơi, khi mà em đưa chữ hour thì nhớ đưa chữ s vào nhá, bởi vì lý do là 2 hours là số nhiều. Mẹ bé nấm, it is so hard for me to finish. Finish không là penis. Mẹ bé nấm nhá, finish. It is too hard for me to finish in 2 hours. Very good. Ngọc Diệp, chào Ngọc Diệp. Còn nhớ chị không? It is too difficult for me to finish in 2 hours. Job too hard for me to finish in 2 hours. Huy vừa coi sai rồi. Nhà Nguyễn, it is too hard for me to finish in 2 hours. Ủa, cứ mỗi lần mà nhắc đến em nhà là lại nhớ cái món gà của em, nhà HAT. Rất là ngon. It is too cold. Phạm Thành Công, it is too difficult for me. Rồi ok, vậy thì các bạn đều thấy là trong cái phần này quá dễ cho các bạn đúng không ạ? Tiếp theo cô Hằng xem là một số cái từ khác xem mà có luật như này được không nhá. Vậy đầu tiên là mình hỏi các bạn này, chúng ta có hai từ đúng không ạ là khó khi mà chúng ta dùng cái phần này. Thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên chúng ta sẽ có từ đầu tiên đó là từ hard hoặc là difficult. Được chưa? Ok chưa? Tuy nhiên mình có thể có một số từ nữa, ví dụ như complex cũng được. Complex mà nghĩa là phức tạp. Được chưa? Ok chưa? Thêm một từ nữa là từ complicated, cũng đều mà nghĩa là khó và phức tạp đấy ạ. Được chưa? Đây là cô Hoàng đang dạy thêm các bạn mở rộng cái word range của các bạn ra này khi các bạn sử dụng từ hard, difficult, complex, complicated. They all the same meaning. Đó là chúng nó đều có cái nghĩa giống nhau. Ok chưa? Vậy nếu như các bạn làm á, khi mà các bạn làm các bạn cố gắng mở rộng cái word choice của các bạn ra thì nó hay hơn rất là nhiều đúng không? Rồi câu này quá dễ, Hoàng sẽ qua rồi nhá. It is too complicated. Tùy các bạn, đây là cô Hoàng chọn cái từ khó nhất thôi. For me to finish this task in 2 hours. Vậy bây giờ cô Hằng có giải thích một chút về cái phần word choice của mình này. Một, it is too difficult. Mình đang sử dụng cụm từ đây là quá khó, ai cũng làm được rồi. Sau đó for somebody, phải có for me, bởi vì tôi đang yêu cầu các bạn là cho tôi mà, đúng không ạ? Để hoàn thành, to finish thì biết rồi. Tuy nhiên là cái công việc này tôi sẽ không dùng this job. Các bạn hiểu job giống như kiểu là cái loại công việc mà hàng ngày em đi làm accountant là sáng 8 giờ em xách cặp đến này, em làm việc này xong là 5 giờ chiều em xách cặp về, đấy mới gọi là job. Còn cái việc này rõ ràng là cô Hằng cũng dịch là việc này, cô nói với mình là việc này. Nhưng các bạn phải hiểu là cái việc này nó giống như kiểu một cái nhiệm vụ ạ. Có đúng không ạ? Việc này tức là cái việc nhiệm vụ này, sếp bảo là bây giờ em đi nghiên cứu thị trường ở cái tỉnh này đi, nhưng mà cho em có 2 ngày thôi, kiểu như thế. Thì nó sẽ rất là khó cho các bạn. Đấy, vậy khi mà các bạn làm cái này, các bạn hiểu cái này không phải là một công việc như kiểu là job, mà cái này chỉ là task thôi. 2 hours. Các bạn biết từ task không ạ? Task, nhiệm vụ. Đấy chưa? Rồi nha, nếu hiểu thì like cho cô Hằng biết. Nhớ ới lên. Rồi, ok. Được rồi đấy ạ. Rồi nhá, xong nhá. Nào, tiếp tục ạ. Cấu trúc thứ 3. Nếu đã có too rồi, chắc chắn phải có enough. Nào, đầu tiên này. Enough. Với danh từ. Đấy nhá, mình chia làm 2. Một enough với danh từ này. Enough cộng với lại danh từ cộng với lại too verb. Đủ gì để làm gì. Đấy, thực tế như là như này, nhưng mà nếu như các bạn muốn là cho ai đó, các bạn có thể dùng for. Ví dụ nhá, bây giờ em đang cần tiền mua iPhone 10 giá khoảng tầm 35 triệu đúng không? iPhone 10 giá 35 triệu nhưng mà bản thân cô ấy mà muốn mua thì bây giờ phải tiết kiệm tầm 5 tháng mới có đủ 35 triệu. Vậy bây giờ hiện tại bây giờ trong tay tôi cũng có 5 triệu thôi, vậy tôi sẽ nói là không có đủ tiền cho tôi làm gì ạ? Vậy tôi sẽ nói như sau, không có. Vậy cái cấu trúc có là gì nhỉ? Có ai trả lời được không nhỉ? Đó, qua hỏi một câu rất đơn giản nhá. Có cái gì trong tiếng Anh dùng cấu trúc gì? Nào, sẽ có rất nhiều câu trả lời đây đúng không ạ? Mình thấy học sinh của mình là hay trả lời ngay phát là have rồi ngay này. Nào, có ai nữa không ạ? Có ai cho câu trả lời không? Đó là có cái gì đấy trong tiếng Anh thì chúng ta dùng cấu trúc gì? Nào, nếu mà ai là học sinh của cô Hằng là nhớ bài ngay này. Về trên lớp mình suốt ngày nhắc đi nhắc lại cái trường hợp này, bởi vì các bạn toàn dịch word by word sang từ tiếng Anh đến tiếng Việt thôi. Nào, có cái gì đó trong tiếng Anh các bạn dùng như nào? Có ai tìm được không? Hoặc có ai nhớ được không? Rồi, anh có anh
Vân Trinh Liêu là there are, đồng ý ạ. Anh Phạm Đức Thuận thì là to have something. Thực tế to have nó chỉ là động từ thôi ạ, chứ không phải là cấu trúc có đâu. There is not, mẹ bé nấm gần đúng ạ. There are, there is, chính xác nha Quỳnh. Rồi, chính xác anh Đức Thuận đúng rồi ạ. There cộng to be, chính xác rồi, ok. Vậy chúng ta dùng cấu trúc là there cộng với lại to be cộng với danh từ. Đây mà nghĩa là có cái gì ở tiếng Anh nhá. Đây là một cấu trúc mà tẹo nữa, mình sẽ tách riêng ra thành một cấu trúc thứ 6 này để cho mọi người hiểu, không phải mọi người toàn viết linh tinh thôi. Tại vì là học sinh của mình thế, ví dụ cô Hằng nói là có 5 người trong gia đình em, phát ngay lập tức các bạn phản xạ là have six people in my family. Cô đấy sai hết, vì lý do cô đấy không có chủ ngữ. Đấy, có cái gì trong tiếng Anh thì mà dùng cấu trúc này, được chưa? Vậy bây giờ nói nhá, cô Hằng không có đủ tiền để mua iPhone 10, nói như sau. Now, there, tiền không đếm được, đúng không ạ? Vì thế tôi sẽ dùng từ is. There is not enough money for Miss Hằng to buy iPhone X. Không đủ tiền cho cô Hằng mua của iPhone X. Được chưa? Ok chưa? Xong nhá. Rồi nhá, vậy các bạn nhớ cho cô Hằng này, there cộng tính từ, ví dụ có 6 người trong gia đình em, câu đấy rất dễ. Đấy, ví dụ ngày mai các chị mà ra ở công ty mà có đoàn khách nước ngoài đến thăm chẳng hạn, đối tác sang thăm mình chẳng hạn, đúng không ạ? Các anh các chị có thể nói là có một tầm 200 nhân viên trong công ty em, ví dụ như thế, đúng không? There are. Tại sao chỗ này cô Hằng lại dùng there are và trên thì dùng there is? Cô Hằng giải thích nhá. Trên này money là cái không đếm được nên chúng ta sử dụng is. Còn người, nhân viên trong công ty mình mà đếm được 200 người thì lúc đấy chúng ta sử dụng với are. Ok, there are 200 employees. Các bạn đều biết rồi, employees là nhân viên. In my company, there are 200 employees in my company. Được chưa? Các bạn đều hiểu 6 cấu trúc này rồi chứ? Rồi, ok. There are 200 people in my family. Chính xác là anh Thuận. Được chưa? Rồi nè, tiếp tục nha. Tiếp theo nha. Câu số 7 nào. Chúng ta có cấu trúc it's no good. It's no good hoặc là it's no use cộng với lại verb in. Đấy, thì câu này mang nghĩa là không có ích gì làm gì. Câu này đơn giản thôi đúng không? Nào bây giờ ví dụ này, nếu khi chúng ta muốn nói câu là ví dụ đi, một bạn ở trong lớp bị ốm đúng không ạ? Thế thì trước khi bị ốm thì đáng ra là người ta phải uống thuốc đúng không? Nhưng mà sau khi bị ốm rồi thì uống thuốc nó cũng rất là ít tác dụng, rất là ít tác dụng. Đấy, thì tức là cái thuốc mà phòng chống thì bao giờ người ta cũng tốt hơn là chữa bệnh, là vì thế đúng không? Vậy khi bây giờ muốn nói là không có ích gì khi uống thuốc sau khi đã bị nhiễm bệnh rồi ạ, thì bây giờ sẽ nói như nào nhé? It is no good. It is no good. Good hoặc no good được nhá. Chỗ này có một từ no nữa nếu các bạn muốn là không. Không có ích gì, được chưa? It is no good taking pills after being infected. Rồi, chỗ này có một số từ, ví dụ infect, infect là nhiễm bệnh, được chưa? Tại sao tôi lại sử dụng cụm từ being infected là bị nhiễm bệnh, chúng ta tự ở thể bị động. Còn cụm từ pill, take pill là uống thuốc, hàng ngày lấy cái viên thuốc tablet và uống, thì gọi là take a pill. Và đây tôi muốn là take pills là uống nhiều thuốc. Được chưa? Nói lại lần nữa, it is no good taking pills after being infected là uống thuốc sau khi bị bệnh cũng không ích gì. Đương nhiên là cái này chỉ áp dụng cho một số loại bệnh thôi nha, đừng có ai thắc mắc là tại sao uống thuốc sau khi bị bệnh không ích gì. Lý do là có những bệnh này nó phòng hơn chống. Đấy, được chưa? Phạm Thành Công, it is no use of drinking thuốc, không đúng ạ. Tại vì không có ở được chưa? Được chưa các bạn? Rồi nhá, nào tiếp tục nhá. Rồi, tiếp tục nào. Cấu trúc số 8 ạ, chúng ta có cấu trúc can't help. Bằng vậy can't stand cộng verb in. Câu này mang nghĩa là không thể không làm gì. Được chưa? Rồi nhá. Nào ví dụ nhá, tôi có một số cái từ như sau này, can't help thì là không thể không làm gì, nhưng cái nghĩa bên cạnh là không thể chịu được. Không thể chịu được việc gì.
Rồi, nào, câu số 8 này. Nào, bắt đầu ạ. Tôi có nói câu sau, ví dụ á, hôm nay ở trên lớp có một bạn nói chuyện rất là buồn cười và tôi thấy không thể không cười vào cái câu chuyện của mình được ấy, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ nói như sau. I couldn't help laughing at his story. Tôi không thể không cười vì câu chuyện của anh ấy. Được chưa? Rồi nhá, ví dụ một người mà sống với mình, gọi là roommate của mình, là người bạn cùng phòng của mình mà nó bẩn quá, ôi bẩn ơi là bẩn ấy, ví dụ như con gái chẳng hạn, đúng không? Bát đũa các thứ không rửa, quần áo không giặt. Vậy mình có thể nói một câu là tôi không thể chịu đựng được việc sống chung với nó vì nó quá bẩn, ví dụ như thế nhá. Nào, hãy tag người bạn mình của mình vào đây. Tag bạn của mình vào đây. Xem nó có sống bẩn như thế không nhá. Vậy nói như sau này. I can't bear living with her, living with my roommate, because she is so dirty. Tôi không thể chịu được cảnh sống chung với bạn cùng phòng vì cô ta quá bẩn. Yeah. Tự nhiên viết lại câu này xong một số bạn lại hát hơi ầm ầm. Ok chưa các bạn? Nào, bây giờ còn một câu nữa cho các bạn nhá. Nào, quá khứ này. Tôi không thể chịu đựng được việc học bài mà không hiểu gì. Đấy, việc làm bài tập thì này đúng hơn, làm bài tập. Đấy. Qua đó giúp cô Hoàng với câu này không ạ? Dịch câu này nhá. Em cái cấu trúc, cái giản lược mà còn mỗi tính từ. Cô không hiểu cái câu ấy của em lắm. Long viết Nguyễn ơi. Dịch đi các bạn ơi, dịch cho cô này cái nào. Tôi không thể chịu đựng được việc làm bài tập mà chẳng hiểu cái gì à? Giúp cô với. Tôi không thể chịu đựng được việc làm bài tập mà không hiểu gì. Nào, hãy giúp cô nào. I can't bear living with Miss Hằng because she's so pretty. Oh, anh Huy Con, anh quá khen rồi. Nào, tiếp tục đi ạ. Long viết Nguyễn, cô xin lỗi giải thích cho em cái cấu trúc S cộng với lại. Thực tế Long viết Nguyễn, em có thể hỏi lại được không? Chị không thực sự hiểu ý em. I can't really get your point here. Phạm Thành Công, I can't bear doing her work because I don't understand. Gần được rồi anh. Gần được rồi anh Công ạ, anh nói như thế là ok rồi đấy, nhưng mà nó nghe nó hơi word by word. Nó hơi dịch từ ấy, nhưng mà như thế là ổn rồi đấy. Tạm ổn rồi. Còn ai nữa giúp cô không? Nào. Phạm Thành Công rồi này. Huy Coin, Huy Coin thì em tưởng anh làm. Nguyễn Quỳnh Anh, chào cô xinh, chào Quỳnh Anh xấu. I can't stand doing homework, so I don't understand. Minh Hoàng, câu này của em hơi lủng củng, tại vì em tự sử dụng conjunction so, nghe nó hơi lủng củng. Từ từ, câu đấy nghĩ lại đi. Tôi không thể chịu đựng được việc làm bài tập mà chẳng hiểu gì. Đấy. Yến Hải Đường, I couldn't do homework because I didn't understand. Yến ơi, ok rồi, tuy nhiên cái câu của em lại không phải là cái em cô đang nói. Bởi vì chúng ta đang học cấu trúc gì nhỉ? Đang học cấu trúc đó là can't help hoặc là can't stand, mà nghĩa là không chịu đựng được cái gì đấy. Đấy chưa, sau đó cũng góp in nhá, đang học cái phần ngữ pháp này và chúng ta áp dụng vào đấy. Để em viết lại xem nào, Yến. Quốc Trung này, I can't bear doing my homework without understanding. Very good. Tiến Trung ok rồi đấy ạ, you really get the point. Rất tốt rồi đấy ạ, tiếp tục nào. Còn ai nữa không? Sao lắm người xem thế này mà chẳng thấy có ai comment thế này, có mấy chục người comment thế nào không? Nào, đây là các bạn ơi. Rồi, nào, rồi, ok. Vậy bây giờ có một anh, đó là anh Quốc Trung, có một bạn là bạn Quốc Trung đã thực sự là có cái phần dịch này ổn ổn rồi đấy. Tôi không thể chịu được việc làm bài tập mà không hiểu gì, tôi có thể có cấu trúc như sau.
I can't bear, couldn't bear thì các bạn đúng không ạ? I can't bear doing homework without understanding anything. Ví dụ như thế. Tôi không thể chịu đựng được cái việc làm bài tập nhá, sau đó cộng với doing này. Homework là làm bài tập về nhà này, without understanding anything, với việc là không hiểu cái gì cả. Rồi nhá. Rồi cô Hoàng sẽ đẩy nhanh nhanh nhưng mà sợ không kịp ạ. Nào. Chắc là không được 100 từ thì có ít là phải được tầm 80. Cấu trúc. Nào, 9 này, had better. Had better cộng với lại verb nguyên. Infinitive nguyên thể ạ, được chưa? Còn ở trên lớp cô Hoàng dùng từ gì các bạn đều nhớ đúng không? Thế bạn nào học sinh cô Hoàng nhớ rồi. Had better mang nghĩa là should cộng verb mang nghĩa là nên làm gì. Nào, ví dụ đơn giản thôi nhá. Thấy mà bạn da của mình lâu lâu không tắm đúng không ạ? Đấy, kiểu như thế rất bẩn đúng không ạ? Và là anh nên tắm đi. You the better. Đấy, các bạn biết chỗ này chính là had better, nhưng cô Hoàng đang dẫn viết ở dạng contraction. Contraction là dạng viết tắt của nó ạ. You the better. Take a bath. Được chưa? Vâng, thế thôi. Nào, cấu trúc số 10 ạ. It's time cộng for somebody cộng to verb là đến lúc cho ai làm gì. Ai đó cần làm gì. Đấy, đây là cấu trúc rất đơn giản ạ. Vì thế tôi sử dụng cấu trúc it's time. Ví dụ nhá, con mình lười học quá, đúng không ạ? Nó xem TV xong rồi nó các thứ xong rồi bây giờ tận 11 giờ rồi chưa đi ngủ. Vậy it's time you for you to go to bed. Go to bed. Đến lúc con phải đi ngủ rồi. Nhưng cô Hằng sẽ có một cấu trúc nữa. Đây mới là cấu trúc nâng cấp của cấu trúc này này. Tức là chúng ta sẽ không sử dụng cụm từ for somebody to verb, mà tôi sử dụng it's time cộng với lại mệnh đề. Đấy, tôi đang viết là dạng S verb, chính là clause, mệnh đề đúng không ạ? Và cái này sẽ chia ở quá khứ đơn, cũng chính là đến lúc ai đó làm gì, nhưng mà lại chia ở dạng quá khứ đơn với mệnh đề đúng không ạ? Đến lúc ai đó làm gì. Các bạn nhớ cho mình nha, có sự lệch thì ở đây nha. Đây là ở hiện tại đơn, nhưng chỗ này sẽ là quá khứ đơn các bạn ạ. Ok không ạ? Cô Hoàng lấy ví dụ nhá. Nào, vẫn là đến lúc con phải làm bài tập, à còn đến lúc con phải đi ngủ rồi ạ. Vậy it's time you went to bed. It's time you went to bed. Đến lúc con phải đi ngủ rồi. Ok chưa? Nào, cấu trúc hai cấu trúc này các bạn có hiểu không ạ? Nếu mà hiểu thì comment cho cô biết nhá. Chưa hiểu gì hết nên chưa bình luận được. Không hiểu gì thôi em ơi. I cannot bear suffering from doing homework without understanding. Suffering nghe có vẻ rất chịu đựng đúng không ạ? Ok, Ngọc Thảo Phạm, cái cô đấy là ổn rồi. Nào, cô Hằng nói lại này, với hai cấu trúc là it's time for somebody to verb và it's time cộng với lại s cộng verb quá khứ đơn thì mọi người có vấn đề gì ở đây không ạ? Nếu mà không có vấn đề gì thì cô té sang cái khác. Rồi té nha. Tiếp tục nào, mình sẽ cụm từ đó là spend. Đầu tiên là tiền hoặc là thời gian, money hoặc time cộng với lại on. Có cũng được, không có cũng được, nên cô Hằng cho vào trong ngoặc brackets cộng verb in. Đấy. It's time, à xin lỗi, nói nhầm, spend time hoặc money on verb in là dành tiền hoặc thời gian để làm gì. Các bạn ơi, cô có hiểu không ạ? Đến thời điểm này các bạn có hiểu gì không ạ? Mình sợ nhất là giảng cô cứ nói mà ở dưới chả hiểu gì. Nào, có hiểu không thì comment cho cô biết đi. Có hiểu không ạ? Nếu hiểu thì comment để cô biết để cô tiếp tục giảng nào. Các Hoàng hiểu luôn. Rồi, hiểu thêm tốt rồi. Còn ai nữa không? Một bạn hỏi là yield. Yêu em đang là cái gì? Dành tiền và thời gian mà. Em đang muốn sử dụng cái việc dành là yield là đấy hả? Đúng không? Có hiểu, dụng lại một. Có. Rồi, ok, tiếp tục nha. Hiểu thêm tốt rồi. Now, I spend all of my pension on buying a new villa. Giúp cô dịch câu này. Đấy, xem bạn nào biết nhé. Câu này nghe có vẻ kinh. On buying pension. I spend all of my pension on buying a new villa. Hãy dịch giúp cô quả này ạ.
dịch giúp cô. Các bạn ơi, cứu. Dịch. I spent all of my pension on buying a new villa. Dễ thế nhỉ? Tự nhiên mình cho cái này mình hơi ngớ ngẩn đấy. Long Viết Nguyễn, we will transfer money to suppliers acceptable to the bank. Các bạn biết thì bình thường phải là suppliers being accepted by the bank. Ờ, hình như là cái acceptable này nó là danh từ đấy. Suppliers nên là mình sẽ hiểu cách để tẹo nước cô xem nhận lại nhá. Long Viết Nguyễn có gì inbox lại cho cô nhá. Long ơi, inbox lại cho cô nhá. Để tẹo nữa không, bởi vì cái này khi mà comment em comment xuống là nó bị trôi hết đi ạ. Đội Bảo Trung, tôi dùng toàn bộ tiền lương hưu để mua biệt thự. Tôi sử dụng hết tiền trợ cấp của mình để mua biệt thự. Rồi ok, các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Từ pension mang nghĩa là tiền lương. Pension, tiền lương hưu ạ. Tiền lương hưu. Rồi ok, vậy con này đơn giản dính thôi đúng không? Các bạn đang comment rất là tốt rồi đấy ạ. I spend all my pension, I spend all of. Tại vì có rất nhiều bạn đọc từ này là o of, thì cô Hằng nói này, từ này không đọc là o of mà từ này là chữ o dài với chữ l. All of. I spent all of my pension on buying a new villa. Again, I spent all of my pension on buying a new villa. Hết nhá. Tôi dành toàn bộ tiền lương hưu vào để mua cái biệt thự ở cho nó sướng cuộc đời. Nào 13, tôi có cấu trúc như sau. No sooner cộng với had cộng chủ ngữ cộng ở dạng P2. Các bạn đều biết P2 là quá khứ phân tử. Sau đó cộng van cộng chủ ngữ cộng verb chỉ ở quá khứ đơn. Úi giời, viết thì làm nha làm nhằng rồi đúng không ạ? Mang nghĩa là vừa mới. 3 chấm thì đã. Đấy, mình biết là đến đoạn này là có những bạn đã nghĩ rất là bậy rồi đúng không ạ? Cô Hằng sẽ lấy một ví dụ rất bình thường mà không phải là bản chất của cô Hằng. Đó chính là... Ví dụ nhá, chúng tôi vừa đến thì phim kết thúc mất rồi. Ví dụ như em đi xem phim ở rạp mà em đến muộn chẳng hạn đúng không ạ? Vậy tôi sẽ nói câu sau. No sooner, cộng với had này, cộng với lại chúng tôi là we này, cộng với P2 của việc đến. Đến là gì các bạn? Đến là come. Dạ, P2, come, came, come mà. Hoặc là chúng ta dùng từ arrived, điều mang nghĩa là đến đúng không ạ? Rồi, no sooner had we arrived than the film was over. To be over, ai cũng biết be over mang nghĩa là hết, qua rồi. Game over, đấy kiểu như thế. Được chưa? Rồi ạ, à, vậy cả câu như sau. No sooner had we come than the film was over. Ví dụ như thế nhé. Nào, lấy một ví dụ khác nha, bạn nào có thể dịch giúp cô được không? Dịch này. Chúng tôi, không nói chúng tôi nữa. Chồng tôi vừa đi thì anh ấy đến. Nào, dịch giúp cô với. Lương Ngọc Quang, em chào cô. Em chào cô, em xuất hiện rồi, chào em. Mục đích em đến trái đất là gì vậy Quang ơi? Nào, chồng tôi vừa đi thì anh ấy đến. Xem nào. Rồi Hồng Anh, tôi dùng hết tiền lương hưu đúng biệt thự, đúng rồi đấy. Ok rồi đấy, Nguyễn Hiếu dịch tốt rồi đấy. Nguyễn Hiếu, lâu lâu mới thấy em Hằng xuất hiện lại nè, em chào anh Hiếu. Nào dịch giúp cô với. Chồng tôi vừa đi thì anh ấy đến. Đâu đấy? Chồng tôi, à Phạm Thành Công. No sooner my husband arrived he come. Gần đúng rồi anh Công ơi. Gần đúng rồi, anh xem là còn cấu trúc mà còn thiếu cái gì. Đây cấu trúc của em đây. No sooner cộng had cộng chủ ngữ cộng verb cộng gian. Thấy nhá, đồng vàng khe tối lóa đây này. Chồng em vừa đi thì anh ấy đến. Rồi, Quang Tiệp, no sooner had my husband go than he come. Tại sao tự nhiên lại Tiệp lại dùng go ở đây nhỉ? P2 cơ mà em ơi, P2 cơ mà. Then he come, anh Thành Công ơi, then không phải là then này ạ, mà là than cơ. Than trong so sánh ấy. Nga Quỳnh này, no sooner had my husband left than he came. Very good Nga Quỳnh, rất tốt rồi đấy ạ. Quốc Trung, no sooner had my husband gone. Cũng được. Được ạ, left hay là gone đều được. Rồi, then he come. Thành Công ok rồi. Thế em là, Công là em hay là anh nhỉ? No sooner had my husband than he came. Minh Hoàng thiếu động từ. À, Minh Hoàng không thiếu động từ. Hồng Anh thiếu động từ ạ. No sooner had my husband gone cho em, hoặc left cho em. No sooner had my husband gone top.
Then he came. No sooner. Ngọc Thảo Phạm vừa ra đến chợ đã tiêu hết tiền, cái đấy phải hỏi anh chứ, làm sao mà em hỏi em biết được. Nào, cô Hoàng Loan, no sooner had my husband gone than he come ạ. Chị Loan ơi, chị sai với chữ come ạ. Chữ come là thành came chị nhá. Rồi ok, tiếp tục Yến Hải Đường, no sooner had my husband gone that he came. Yến Hải Đường ơi, than nhưng mà là that. Rồi ok. Rồi xong nhá. Rồi rất tốt, lại còn chuyện lại một lần nữa này. No sooner had my husband left. Được chưa? Left. Con cũng được nhưng mà left thì hay hơn. Than he came. Came tức là arrived đấy, tùy các bạn. Được chưa? Xong nhá. Rồi tiếp tục nào. Cấu trúc tiếp theo. 14. Such cộng danh từ cộng that cộng mệnh đề. Mệnh đề đấy nhá. Quá đến nỗi mà. Đấy. Nào, câu này thì cô Hằng sẽ không đưa ra ví dụ vì câu này thực tế này nó rất là phổ biến các bạn ạ. Nên là tôi sẽ không đưa ra ví dụ nữa mà nhờ cho các bạn để làm giúp mình luôn nhá. Ví dụ cô Hằng là một người rất dốt này và yêu cầu các bạn dịch cho mình câu sau này. Cô ấy quá xinh đẹp đến nỗi mà mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy. Dịch nào. Đây ạ, dịch ạ. Các mẹ các chị dịch cho em với ạ. Cô ấy quá xinh đẹp nữa mà mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy. Lâu thế. Nhanh các bạn, gõ là nhanh mà, gõ phím như bàn phím ấy, lúc chửi nhau nhanh thế. Gõ này lâu thế. Cô ấy quá xinh đẹp đến nỗi mà mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy. Such a beautiful woman that they are admiration her. Công ơi, cô cảm thấy như em đang dùng Google dịch đúng không? Nghe nó, cái mùi Google dịch nó nồng nặc nơi đây ạ. Câu này đơn giản thôi nào, cô ấy đúng không ạ? Đầu tiên là she. Quá xinh đẹp thì bây giờ chúng ta dùng từ is, bởi vì sau đó là danh từ. Nhưng mà về quá đến nỗi mà chúng ta dùng từ such. Sau such là một danh từ, tôi dùng a. Beautiful, như cô Hồng dùng beautiful mà dùng gorgeous nhá. Gorgeous girl. Gorgeous, it means that so much beautiful. Cái từ gorgeous còn mang nghĩa là mạnh mẽ hơn cả beautiful các bạn ạ. Nó sẽ dùng là gorgeous. She's such a gorgeous girl that everyone loves her. She's such a gorgeous girl that everyone loves her. Everyone biết địa được, biết tặng, biết riêng cũng được. Ok chưa? Nào, rồi đấy ạ. Rất tốt. Nào, câu số 16 ạ. Tôi có cụm từ despite hoặc là in spite of cộng với lại danh từ hoặc verb in. Được chưa? Rồi sau đó cộng với lại một mệnh đề bình thường là mặc dù. A. Nhưng. B. Đây. Và cô Hằng cũng có nói qua một chút này nhá. Cấu trúc số 16 là cấu trúc although hay là though hay là even though cũng cộng với lại một mệnh đề, sau đó một lần một mệnh đề khác. Thì đây là cấu trúc mà rất nhiều người đã biết rồi, nhưng các bạn toàn sai thôi, các bạn biết sai đâu không? Mặc dù A, nhưng B. Các bạn sai ở một cấu trúc cực kỳ đặc biệt này, đó là các bạn luôn luôn dùng but. Đúng không ạ? Có ai như thế không ạ? Chắc chắn là có luôn ạ. Học sinh của mình mà nếu ban đầu vào mà chưa được nhắc cái này là toàn viết là mặc dù cuộc sống của em, mặc dù công việc của em rất nhàn nhưng mà em không thích công việc bởi vì không có tiền. Đấy, ví dụ như thế. Thế nhưng mà khi mà các bạn nói các bạn cần thêm một chữ but ạ, các bạn nhớ cho mình này. Trong cấu trúc although hay là despite thì tuyệt đối không có but. Không dùng but. Không dùng but nha. Không phải but đâu ạ. Không dùng but. Ok chưa? Vậy bây giờ cô Hằng dừng lại ví dụ nha. Mặc dù vậy em rất xinh nhưng mà em chỉ thích đàn ông. Đây là ví dụ như thế. Còn ví dụ thôi. Đây là thực tế của nhiều người mà. Although my wife
is gorgeous. Này, giống như từ mà cô Hằng vừa này lấy ạ. Gorgeous mà nghĩa là vợ em rất xinh, mặc dù vợ em rất xinh. I still only love men. I only bỏ still đi nữa đừng cũng I still hoặc I only love men. Mặc dù vợ em rất xinh nhưng em chỉ thích đàn ông thôi. Đấy, câu hỏi ví dụ như thế thôi đúng không? Vậy các bạn sẽ thấy sao auto là mệnh đề, nhưng chỗ này tôi không dùng but. Đấy, chỗ này không hề có but. Nhưng rất nhiều người lại although my wife is beautiful but I only love men là sai. Nào bây giờ biến cái này thành despite nhá. Despite my gorgeous wife. Đấy, I only love men. Các bạn biết rồi, sau despite chúng ta cộng danh từ. My gorgeous wife, I only love men. Ok chưa? Rồi ạ. Dạ. She's such a gorgeous girl that everyone loves her. Rồi, chính xác ạ. Despite my gorgeous wife, I only love men. Rồi, xong nhá. Nào, cấu trúc tiếp theo là cấu trúc số 17 ạ. Mình có cấu trúc là not only 3 chấm but also. Được chưa? Không có nghĩa là không những mà còn. Và câu trúc tiếp theo là not only but 3 chấm as well cuối câu. Cũng là không những mà còn. Đó. Thực tế những kiến thức này thì mình học từ những ngày mình cấp 3 nhưng bây giờ mình vẫn là rất là nhớ. Vì là mình áp dụng nó nhiều ấy. Nên là các bạn nhớ là nếu như mà các bạn muốn học tiếng Anh tốt ấy ạ mà không quên ấy ạ thì hàng ngày mình đều phải động với nó thì các bạn sẽ không quên. Nha, ví dụ nhá. Cô ấy không những xinh mà lại còn xấu gái. Cô ấy không những ví dụ như anh không những vấu mà lại còn lùn nữa, kiểu kiểu như thế đúng không? Vậy không những anh xấu trai mà còn lùn. He is not only ugly but also lùn là gì ạ? Short. Anh ấy không những xấu mà còn lùn. Đấy. Ví dụ nhá. Khách hàng của chúng tôi không những vừa khó tính mà lại vừa vô trách nhiệm. Ví dụ như thế đúng không? Khách hàng của chúng tôi không những vừa khó tính mà lại vừa vô trách nhiệm. Cô Hằng đang muốn nói quá khứ đơn này, tôi sẽ sử dụng này. Nó thực sự có chữ số 18 nhá. Our customers were not only khó tính là strict, khó tính. But irresponsible as well. Đấy. Khách hàng không những của chúng tôi không những khó tính mà còn vô trách nhiệm. Được chưa? Rồi nào, cô Hằng đọc qua câu này cho các bạn nhé. Một này, our. Nhìn miệng cô này, cố gắng repeat lại này. Cô biết là bây giờ cũng khá là muộn rồi, chúng ta cố gắng thêm một tí nữa đúng không? Học thì bao giờ nó chả vượt qua một số cái khó khăn. Our customers were not only strict but irresponsible as well. Đấy, kiểu như thế đúng không? Our customers were not only strict but ir. Cái từ này là không phải là i mà đọc là ir. Irresponsible as well. As well. Đưa miệng lên ạ. Ok chưa? Rồi. Thành công. Cấp 2 chưa học 17, 18 cô ơi. Thì chưa học thôi. Cô nói cho biết. Sơn Nguyễn. Rồi. Sơn đây lâu lắm không gặp em nhỉ? I'm not only handsome as well. Linh tinh quá. Rồi, 19 này. 19 ạ, chúng ta cấu trúc both 3 chấm and. Được chưa? Both và and chúng ta nghĩa là cả A và B. Nhưng các bạn nhớ cho mình này, phải tương đồng về loại từ. Ví dụ nhá. Both A and B. Đấy, kiểu kiểu như thế đúng không? Hoàng đang viết ở đây nhá. Both A này and B này. Thì ví dụ both A nó là một mệnh đề các em sau, and B cũng phải là một mệnh đề. Hoặc là A là danh từ thì B cũng phải là danh từ. Hoặc là A là tính từ thì B cũng phải là tính từ. Đây là ví dụ như thế nhá, nên là đừng có dùng lệch nhá. Nào, ví dụ này. Cô ấy rất chăm chỉ và cô ấy vừa chăm chỉ này mà cô ấy lại vừa hay giúp đỡ người khác. She is both chăm chỉ là industrious and helpful. Cô ấy vừa chăm chỉ vừa hay giúp đỡ.
Thực tế các bạn ngoài từ industrious, các bạn còn nhiều nhiều từ nói về cái từ chăm chỉ nhá. Một này industrious là kiểu chăm chỉ trong học tập này. Hai là industrious thì có thể dùng bằng hard working này, là làm việc chăm chỉ hoặc là học chăm chỉ cũng được. Ba là mình có từ là từ meticulous. À cái đấy là tỉ mỉ. Chăm chỉ à? Diligent, xin lỗi, diligent, chăm chỉ. À, được chưa? Ba từ, thường mình sẽ hay dùng ba từ này. Industrious, hardworking and diligent. Diligent, gọi là diligent, diligent. Rồi, ok, tiếp tục nào. Câu chữ tiếp theo. 20. Need cộng verb to verb là cần làm gì? Đấy, rất nhiều người nhầm, cái này là chủ động. Nhưng mà need cộng verb in là cần được làm gì? Cái này cô Hằng mở ngoặc là bị động. Học sinh của cô Hằng mà học lesson được tầm sang tháng thứ 2 là các bạn học những cấu trúc mà nâng cao hơn một chút như thế này rồi. Nào, ngôi nhà của tôi cần được lau rửa dọn vì nó rất bẩn. Nào, nhà của tôi nhá, dịch nhá. Nhà tôi cần được dọn dẹp vì nó quá bẩn rồi. Có ai giúp mình được không ạ? Nhà tôi cần được dọn dẹp vì nó quá bẩn rồi. Chào tất cả các bạn, nếu như mà các bạn mà hiểu ấy hoặc có cái gì thắc mắc thì các bạn comment lên, còn hiểu rồi thì các bạn hãy like đi. Các bạn thả tim đi. Để cho cô biết. Mình thích nhìn thấy tim. My house needs cleaning because it's so dirty. What's up, tự nhiên something went wrong. My house need cleaning now. She's such a beautiful that they admire. My house need cleaning. Diệu Nguyễn ơi, gần được rồi đó. Em còn thiếu một cái quan trọng là động từ đầu tiên. Diệu ok rồi đấy em ơi, tiếp tục đi. Còn ai nữa không? Không ai hết ư? Được chưa? Rồi nha, vậy bây giờ cô Hoàng dịch luôn này. My house. Dịu để ý nhá. My house needs. Lý do là bởi vì house số ít, một nhà chúng ta sử dụng needs. Đúng không ạ? Dọn dẹp là cleaning because it is too dirty. Nào. Được chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục ạ. 22. Chúng ta có tính từ used to cộng với lại verb trước đây thường làm gì? Trước đây thường làm gì? Câu này đơn giản thôi, nói hoàn toàn về quá khứ. I used to love him. Nói với bạn bạn gái, à bạn trai cũ là trước đây em yêu anh ý thôi, đúng không? Thế nên là bây giờ mình sẽ nói là tôi bây giờ không còn nữa nhá, nhớ nhá. Trước đây em yêu anh ấy. Nhưng bây giờ thì không. À, kiểu used to mà nghĩa là không còn vấn vương gì nữa rồi. Nếu ví dụ có bắt được tin nhắn thì cũng chỉ là người cũ thôi. Ví dụ như thế. Nào, câu chữ thứ hai, na đá câu chữ mày, rất nhiều người nhầm đó là be used to cộng verb in. Mà nghĩa là quen với việc gì rồi. Quen với việc gì? Nào, ví dụ nhá, em quen vui. À, em đã quen với việc là được đưa đến trường. À rồi ok ạ. Con gái tôi đã quen với việc được đưa đến trường hàng sáng. Rồi câu này thì mặc dù là nó hơi dài nhưng cô vẫn muốn là các bạn hãy comment. Rồi nào, Windy này, my house needs cleaning because it's so dirty. Đúng rồi đấy em ơi. Nguyễn Minh Quân, needs là đúng, Nguyễn Văn Quân đúng rồi. Quay TV vuông góc à? Không được hả bạn? Các bạn có vấn đề gì về TV này không?
thế. Chắc là để hôm sau mình Hải Anh ơi, lần sau mình sẽ chỉnh cái độ sáng của TV nó xuống thấp một chút thì nó đỡ loá. Thế mà chẳng thấy từ đầu giờ chẳng thấy ai kêu. Xong chưa các bạn? Cố gắng lên. Làm nốt đi. Ôi để lên nhiều quá. Rồi đấy. Anh nhìn được chưa? Hy vọng là các bạn nhìn được. Rồi, chắc là ok hơn rồi đấy. Vẫn cứ hơi hơi sáng nữa. Đỡ hơn rồi đúng không? Hôm sau mình sẽ rút kinh nghiệm mình để cái sáng ra. My daughter is used to bring her to school. Quang Tiệp xa rồi. My daughter is to be took. Hồng Anh ơi, em đúng được 95% rồi, còn 5% sai mất rồi. Thần Chiến, my daughter is to taking to school every morning. Thần Chiến ơi, cái đặc điểm của chỗ này các bạn là mình đang hướng các bạn sử dụng bị động sau cái từ to đấy. My daughter is to taking. Phạm Huyền, không đúng em ơi. Taking không đúng. My daughter is to Wendy, my daughter is used to being taken. Chính xác. Diệu Nguyễn ơi, em không, em nhớ là cái chỗ này mình đã học rồi đấy. Là khi mà chúng ta sử dụng sau to, nhưng mà mình xem nó là chủ động hay bị động nhá. Vân Anh nè, my daughter is used to taking to school. Rồi, vậy các bạn nhớ cho mình nè, taking hay là bring, các bạn dùng từ nào cũng được. Tuy nhiên các bạn nhớ cho mình ở đây phải là bị động. Vậy câu này như sau ạ. My daughter is used to being taken to school every morning. Đấy. Rồi nhá, 24. Xong chưa? Quang nói lại này, đọc và nhìn lỗ mồm cô nhá. My daughter, không phải là my daughter, là khi nói từ này chữ đo o dài kéo ra, daughter thành daughter anh Mỹ. My daughter is used to being taken to school every morning. Vậy cái này nhá, nhớ là sau to cũng verb in, nhưng mà nhớ ở đây động từ take tôi phải biến thành bị động là being taken. Được chưa? Rồi ok, tiếp tục nào. Mình có từ remember. Remember cộng verb in là nhớ đã làm gì. Đây là quá khứ. Tương tự với từ quá khứ. Còn remember mà cộng với lại to verb là nhớ làm gì. Hiện tại. Tương tự với lại từ forget cũng như thế nhá các bạn nhá. Forget cộng verb in là quên đã làm gì. Còn forget to verb là quên làm gì. Thực tế câu này dễ lắm, mình lấy ví dụ liền là I forgot to bring money. I forgot to bring money là tôi quên đem tiền rồi. Tức là cái hành động mà em quên đem tiền với cái hành động mà em đứng nữa đó, thì nó sẽ giống nhau. Được chưa ạ? Cùng thì với nhau là đều quá khứ. Được chưa ạ? Nhưng mà ví dụ em muốn nói là khi mà tôi đến lớp thì tôi phát hiện là tôi quên chưa tắt bếp ga chẳng hạn. Tức là khi mà em đến lớp và bây giờ rồi là nhớ cắt tắt bếp ga thì là quá khứ này. Mình sẽ sử dụng I forgot turning off the gas stove. Tôi quên tắt bếp ga rồi. Được chưa? Rất là dễ nhá, không có gì nhá. Cái cấu trúc này thì nó na ná nhau mà. Rồi ok. Lê Thùy Linh trực tiếp xong có lưu lại không? Có mà em share đi các bạn ơi. Nhớ là mình không xóa cái phần livestream này đi đâu ạ. Nên các bạn cố gắng là các bạn đưa share cái phần này về để có cái gì thì các bạn xem lại nhá. Đến lúc đấy đừng hỏi là ô cô ơi cô không làm kia. Rồi ok.
Xong nha, tiếp tục nào. Cấu trúc số 28. Trên này chắc đến mút chỉ mất. Tết công gom xong hết 100 từ này đấy. Nào, tiếp tục bạn stop cộng verb in là dừng làm gì. Ví dụ nha, bố em biết là dạo này ung thư phổi rất là kinh khủng đúng không? Vì là bố em sợ ung thư phổi nên ông ấy dừng hút thuốc. Because of being afraid. Hoặc là đơn giản là vì sợ ung thư phổi nha. Because my... Không, Quang nói lại nên xin lỗi. Stop up in, viết câu trên thôi ạ. My father stops, thành stops, smoking because of the lung cancer. Đấy chưa? My father stops smoking because of the lung cancer. Đấy, kiểu như thế. Ngoài ra đây các bạn có thể sử dụng là because of being afraid of. Đấy, nghe thì nó hơi lằng nhằng nhưng thực tế nó đúng ấy. Lung cancer. Lung, lung là phổi ạ, cancer là ung thư. Lung cancer là ung thư phổi. Bố em dừng hút thuốc vì ông ấy sợ cái bệnh ung thư phổi. Ok chưa? Được chưa ạ? Có cái gì khó hiểu ở chỗ stop verb in này không ạ? Stop to verb thì mình nghĩa là dừng làm gì, để làm gì. Đấy nhá. Vậy câu này đơn giản thôi nào. He stopped to fill the gas. Anh ấy dừng xe để đổ xăng. Vậy ở đây có một số bạn thắc mắc là tại sao ở đây không có sử dụng cái cụm từ là dừng xe là stop the car đúng không ạ? Nhưng thực tế cái này không cần các bạn ạ. Đổ xăng thì chỉ có thể đổ xăng cho phương tiện thôi. Nên là người ta không cần đưa cái là he stop the car to fill the gas. Không cần như thế. Các bạn có hiểu không ạ? Nên các bạn chỉ cần sử dụng là he stopped to fill the gas là được rồi. He stopped to fill the gas. He stopped to fill the gas. Được chưa? Nào một câu đồng hợp nhé. Anh ấy dừng việc đọc truyện để nói chuyện với tôi. Đọc sách để nói chuyện với tôi. He stopped reading a novel to talk to me. Anh ấy dừng đọc tiểu thuyết để nói chuyện với tôi. Được chưa? Rồi nhé. Có thắc mắc gì không ạ? 30, tôi có từ try cộng verb in là thử làm gì. Còn try to verb thì là cố gắng. Cô Hoàng xin phép là chỉ lấy qua cái chỗ này thôi. Vì try thì các bạn hẳn gặp liên tục rồi đúng không? Chỉ có điều là sợ lẫn hại cái cấu trúc này thôi. Nào, tôi thử ăn cái món đặc sản của vùng dân tộc thiểu số. I tried. Cô đang dùng quá khứ đơn nhá. I tried eating special food of the ethnic minority. Cụm từ the ethnic minority là dân tộc thiểu số á. Còn cái cụm từ là special food, giống như là thắng cố chẳng hạn, thì người ta gọi đấy là đặc sản thôi nhá. Vậy bây giờ mình nói lại là I tried eating special food of the ethnic minority. Thấy chưa? Có hiểu gì không ạ? Thắc mắc nhiều quá Vân Cương. Rồi nhá. Được chưa? Rồi nhá, 33 nè. Mean. 32, xin lỗi. Mean cộng verb in mang nghĩa là có nghĩa là có nghĩa gì ấy. Ví dụ nhá, em làm ký hiệu nó gọi là body language với người bạn của em thì người ta là gì ạ? It means. Ví dụ nhá, một câu đơn giản thôi ạ. You. It means có nghĩa là. Cái gì giờ nhỉ? Lấy ví dụ gì để cho nó rõ rõ nghĩa nhỉ? Mean. Rồi ok. Nào. Waving means stopping. Hoặc là his behavior means stopping. Hoặc là not doing that task. Câu này thì đơn giản thôi ạ. Mean thì thường mang nghĩa là có nghĩa là làm gì đấy. Ví dụ như là waving means stopping, vẫy tay như thế này chẳng hạn thì mang nghĩa là stop. Đấy là tùy các bạn trong từng ngữ cảnh. Còn his behavior là cái thái độ của anh ấy, có nghĩa rằng là not doing that task. Thái độ của anh ấy có nghĩa rằng là đừng có làm cái việc đấy nữa. Ok chưa ạ?
Được chưa? Được chưa? Rồi, nào. 33 có một cụm từ là từ mean to verb. Là có ý định làm gì? Cái này quen thuộc. Nhưng vẫn phải lấy ví dụ vì nhiều người quên. Cô ấy càng ngày càng xinh thì cấu trúc thế nào cô tẹo nữa cô nói nhá. Đang chuẩn bị lên đến phần cấu trúc ở đây. Nào, mean cộng to verb. Ví dụ như là tôi không có ý làm bạn buồn đâu nhá. Ví dụ thế, ví dụ như thế. Chẳng may là tổn thương một ai đấy bằng một câu nói, mình sẽ nói lại là I didn't mean to upset you. Tôi không có ý làm cho em buồn. Cụm từ upset mang nghĩa là làm ai đó buồn. Được chưa? Rồi nào, đến câu chúc 34 và 35 để câu chúc so sánh này. Càng 3 chấm càng này, tôi sẽ sử dụng từ so sánh hơn cộng and. So sánh hơn, đây là càng ngày càng. Đây, ví dụ như chính là cái cấu trúc mà cái em gì nhỉ? Em chung à? Dũng Nguyễn hỏi là cô ấy càng ngày càng xinh thì nói như thế nào cô? Thì đây chính là cấu trúc này, so sánh hơn và so sánh hơn cộng với một chữ em ở giữa. Các bạn biết xinh rồi đúng không? Xinh là gì? Rồi, beautiful đúng không? Pretty đúng không? Vậy ở đây chúng ta so sánh hơn, and so sánh hơn. Ví dụ cô Hoàng chọn một từ từ beautiful. Beautiful có 3 âm tiết. Vậy ở đây so sánh hơn mình dùng cái từ more có đúng không ạ? Vậy có hai từ more đi với nhau nhá. She is more and more pretty hoặc beautiful hoặc gorgeous. Đấy, điều mang nghĩa là cô ấy càng ngày càng xinh. À, nếu như ai mà còn đang online thì hãy dịch cứu cô này nào. Môi trường càng ngày càng ô nhiễm. Nào, hãy giúp cô Hoàng ạ, dính nốt cái này nào. Môi trường càng ngày càng ô nhiễm. Dính nốt rồi đi ngủ các bạn. 11 giờ kém rồi đúng không? Hôm nay mình làm việc liên tục mà. Về xong rồi đi làm này, xong rồi đi dậy này, xong về ăn cơm cái là livestream luôn từ lúc 9 rưỡi. Môi trường càng ngày càng ô nhiễm nào. She's more and more beautiful. Xong rồi. Now, the environment is more and more, more gì nhỉ? Hang more and more. Kim Chi Chi bùi cho cô cho em. Duy Hoàng, the environment is more and more gì? Windy, ô nhiễm là gì? Các bạn đều biết từ ô nhiễm rồi mà. Thu Trang, the environment is more and more polluted. À, Sơn Nguyễn, the environment is more and more pollution là không đúng. Mình sẽ không sử dụng more and more pollution. Em phải dùng động từ has, không dùng động từ, dùng tính từ is, dùng to be is. Rồi ok, có một bạn làm đúng rồi đấy ạ. Có một bạn làm đúng rồi, đó là the environment is more and more polluted. Xin lỗi, polluted. Từ này mang nghĩa là bị ô nhiễm. Được chưa? Cái này là tính từ, polluted lúc này là tính từ. Được chưa? Rồi 35, cấu trúc cuối cùng nhá, trước khi chúng ta nghỉ nhá. Cấu trúc cuối cùng, đó là cấu trúc cái gì nhỉ? Rồi, apologize. Apologize for cộng vấp in. Được chưa? Là xin lỗi vì đã làm gì. Nhưng nếu các bạn muốn nói là xin lỗi tới ai ạ? Apologize to somebody. Tu tân ngữ ạ. Cộng với lại for cộng vấp in là xin lỗi ai vì làm gì. Nào, ví dụ nhá. I apologized to him for not remembering his birthday. Yeah, I apologize to him for not remembering his birthday. Oh, xin lỗi. Sorry. Xin lỗi các bạn nhé. Oh.
I apologize to him for not remembering his birthday. Đây ạ, cô Hằng nói lại, sợ sợ vừa nãy nó bị tắt màn hình. Tắt TV mất tín hiệu à? Mất tín hiệu, xin lỗi, đây, nói lại nhá. Đoạn vừa nãy này. The environment is more and more polluted, là môi trường bị ô nhiễm này. Cấu trúc số 35 và cấu trúc cuối cùng này. Apologize for verb English, xin lỗi vì đã làm gì. Apologize to somebody for verb English, thì cái này chỉ hơn cái trước đó là to somebody là cho ai đấy. Em xin lỗi ai đấy, đấy chưa? Nào, cô Hằng lấy ví dụ này. I apologize to him for not remembering his birthday. Tôi xin lỗi anh ấy vì đã quên cái ngày sinh nhật của anh ấy. Ok rồi ạ, mình nghĩ là hôm nay chỉ đến 35 từ thôi. Thực tế là nếu mà mình giải thích được lằng nhằng ấy thì nó mới mất nhiều thời gian này thôi. Chứ còn bình thường 100 cấu trúc thì chắc là chạy 30 phút là xong à. Nào, hôm nay các bạn đã hiểu bài chưa ạ? Nếu mà chưa hiểu thì các bạn có thể comment xuống dưới và mình có thể giải đáp sau cái lúc này nhá. Còn lại thì mình không xóa cái video này, các bạn hãy share về này để có thể làm học liệu này. Và có bất kỳ câu hỏi gì các bạn hãy hỏi mình. Cô Hằng nhận tư vấn dạy tiếng Anh hoặc là bất kỳ cái gì các bạn cần đến tiếng Anh, kể cả không là học sinh của mình cũng có thể miễn phí. Đấy chưa ạ? Nếu ai mà cần cô Hằng tư vấn lộ trình hay cái gì đấy ạ, hãy inbox để được tư vấn miễn phí hoặc là gọi cái số điện thoại mà mình có comment ở ngay trên caption đấy ạ. Ok, rồi nào, có ai hỏi gì nữa không? À, xin vai à? Xin vai đây, để cô Hằng copy luôn. Đây nhá, copy file này nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Để pin lên trên. Được chưa các bạn ơi? Mệt quá ghê, để ghê đi. Rồi, ok, so I have just finished the live streaming video at this time because time is limited and everything, the time is late now and I need to rest also. So I hope that you understand the whole thing that I have transferred to you and I hope that next time you will continue viewing my video. Rồi nhá, cô Hằng hy vọng là lần tới sẽ đưa cho các bạn được nhiều hơn vì hôm nay là thời gian hơi là lâu rồi đấy, gần 1 tiếng rưỡi rồi. Nên là có bất kỳ vấn đề gì các bạn hãy hỏi cho mình này và đặt câu hỏi này. Có vấn đề gì thì cứ comment, cũng có thể giải đáp cho các bạn bất kỳ lúc nào nhá. Ok, so bye bye, see you. Chào tất cả các bạn. Nguyễn Văn Anh, I love you so much, I love you. Phạm Huyền, cô thường live ngày nào ạ? Thường thì cô, thực tế thì lịch live cũng không cố định, nhưng mà cố gắng là một tuần khoảng từ 2 buổi live và từ 9 giờ trở ra. 9 giờ thì cô mới đi dậy về. Đấy, có những hôm thì ăn rồi mới livestream, hoặc có những hôm thì không ăn livestream luôn. Đây là tùy. Yêu Vân Cương, vai Duy Hoàng ơi, em thấy chưa? Em thấy cái file chưa? Thế nha. Cô Hằng tắt nha. Thế nha. Bye bye. Mẹ dịu thả tim quá trời.